Sáng ngày 16 tháng 1, cả showbiz trong và ngoài nước bàng hoàng khi nghe tin danh ca Lệ Thu qua đời vì Covid-19. Sau hơn 2 tháng chống chọi với dịch bệnh, nhưng bà đã không qua khỏi và trút hơi thở cuối cùng vào lúc 10 giờ sáng tại Mỹ, hưởng thọ 78 tuổi. Bà ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn cho khán giả trong và ngoài nước, một sự mất mát vô cùng to lớn với nghệ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, lễ an táng của danh ca Lệ Thu sẽ có nhiều sự khác biệt vì bà qua đời do dịch bệnh. Tại Mỹ, tổ chức lễ tang cho người mắc Covid-19 vô cùng nghiêm ngặt. Ở Mỹ hiện nay, tỷ lệ người mắc Covid-19 tăng cao đáng kể. Số người chết vì Covid-19 cũng tăng rất nhanh, vì thế để xử lý an táng cũng được diễn ra nhanh chóng. Chưa người nhận và được chôn tập thể, các thi thể vẫn được đối xử thành kính, được bọc túi và đặt trong quan tài bằng gỗ thông. Tên người chết cũng được viết trên nắp, được lưu trữ hồ sơ để dễ dàng tìm kiếm khi cải táng về sau. Sau đó, quan tài được chôn thành hàng dưới các rãnh dài. Vì vậy, việc tổ chức lễ an táng cho danh ca Lệ Thu cũng không nằm ngoài quy định. Có thể mọi người đến viếng sau khi hỏa táng, thi thể sẽ được bọc ni lông, đưa vào quan tài và được nhân viên khâm liệm theo quy định. Người nhà cũng sẽ không được vào vì phòng lây lan dịch bệnh. Rất xót xa, rất buồn đau, nhưng không còn cách nào khác vì dịch bệnh này quá nguy hiểm. Khi nghe tin danh ca Lệ Thu qua đời vì nhiễm Covid-19, có không ít nghệ sĩ hải ngoại bàng hoàng và lo lắng cho sức khỏe. Sáng ngày 16 tháng 1 giờ Việt Nam, gia đình danh ca Lệ Thu cho biết bà đã vĩnh viễn ra đi sau thời gian chống chọi với Covid-19. Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Cecilia Lệ Thu an nghỉ trong tình thương yêu của Thiên Chúa và mẹ Maria. Từ đây nước mắt mùa thu sẽ thu hút thân phận mình. Do mắc một số bệnh lý nền nên sức khỏe của nữ danh ca trở nặng, vừa rơi vào trạng thái hôn mê, phải thở bằng máy trong phòng chăm sóc đặc biệt những ngày qua. Có giai đoạn bác sĩ thông báo bà thở khá hơn nhưng rồi phép màu đã không đến. Danh ca Lệ Thu sinh năm 1943, bà tên thật là Bùi Thị Anh. Lệ Thu là giọng ca tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam. Tiếng hát của danh ca Lệ Thu dù không gắn với một nhạc sĩ nào, nhưng bà là người trình bày rất thành công nhiều ca khúc của Phạm Vi, Công Tiến, Đoàn Chuẩn, Trịnh Công Sơn, Phạm Đình Chương hay Trường Sa. Trước năm 1975, Lệ Thu được mệnh danh là giọng ca vàng dòng hay vàng mười. Nhiều người cho rằng sở dĩ Lệ Thu có danh xưng đó vì bà chỉ hát ở các phòng trà độc quyền với giá cát xê ở mức ngất ngưởng. Tên tuổi của bà gắn với nhiều ca khúc như Hương Xưa, Bàn Tình Cuối, Giáng Ngọc hay Mùa Thu Cho Em. Tình ta như con nước rơi trên đỉnh núi già, lăn theo bờ rỗng dài, trôi đi tháng năm miệt mài, gập ghềnh qua khe đá, lầm lỡ bên ngàn nhánh sông, ta mệt lỡ khi tìm đến nhau. Tình ta như chiếc lá khô héo khi tàn thu, ta lạc mất giữa cơn giông đã băng mùa đông, vùi dập trong mưa lũ. Tình ta cũng chết đứng theo, thôi mất hết trái tim đã già. Còn đó nỗi xa xa, có ai đâu chia cùng tôi với, có ai đâu vực dậy thân tôi, chẳng ai nói một lời. Ngọn cây chắc vô tình níu chân, nắng phai trên dấu xưa, không còn lại gì nữa. Tình ơi thôi mất hút, tim tôi giờ vã mục, lung lay chiều gió gọi, buồn bã những hạt bụi bay. Tình này thôi câm nín, tia nắng cuối cùng đã vơi, ai cố níu
những sợi tóc rơi. Tình ơi không ai nhớ bên kia lời dấu yêu, có bao chiều tà tơi, có bao đêm điều hiu, ngó lại tình dấu chẳng chiều, rồi tình cũng sẽ chết đi, tình chết đi. Thật không ngờ còn đó nơi xa xa, có ai đâu chia cùng tôi với, có ai đâu vực dậy thân tôi, chẳng ai nói một lời, ngọn cây chắc vô tình níu chân, nắng phai trên dấu xưa, không còn lại gì nữa. Tình ơi thôi mất hút, tim tôi giòn vã mục, lung lay chiều gió gọi, buồn bã những hạt bụi bay. Tình này thôi câm nín, tia nắng cuối cùng đã vơi, ai cố níu những sợi tóc rơi. Tình ơi không ai nhớ bên kia lời dấu yêu, có bao chiều tà tơi, có bao đêm điều hiu, ngó lại tình dấu chẳng chiều, rồi tình cũng sẽ chết đi, tình chết đi. Ta thật không ngờ, ngó lại tình dấu chẳng chiều, rồi tình cũng sẽ chết đi.